Linh Kiện ST xin kính chào các bạn. Hôm nay Linh Kiện ST xin giới thiệu với các bạn sò IGPT GW39NC60VD. Đây là con sò tháo máy. Như các bạn đang thấy, đây là con sò tháo máy. Thì các bạn yên tâm bởi vì tất cả các sản phẩm bên Linh Kiện ST thì đều được test rất kỹ trên các bo mạch. Và tất cả các sản phẩm thì đều có bảo hành nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Để đặt hàng các bạn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là đặt hàng online, link website và số điện thoại được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở đấy. Ngoài ra thì Linh Kiện ST còn cung cấp các linh kiện điện tử khác, các dụng cụ giúp cho các thợ sửa chữa điện tử điện lạnh. Thì các bạn có thể tham khảo thêm tại website linhkienst.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.